Mấy bạn hỏi tại sao mà tư vấn mà có phí rồi này nọ, thì mình muốn nói với các bạn á, các bạn cũng có thể hỏi lại luật sư. Thì có những trường hợp mà em biết là mình tư vấn cho mấy bạn đó là mấy năm trời luôn á, tư vấn từ khi mấy bạn đó chưa biết nước Úc là gì luôn, cho tới khi xin giấy tờ cho các bạn đi qua Úc, rồi sau đó là các bạn học, rồi các bạn được định cư, các bạn được ở lại luôn. Thì cái quá trình đó là Đúng rồi. luôn chứ đâu phải là một lần đâu. Bây giờ mà em đang ở bên biết hiện tại là các văn phòng luật sư ở Úc khi mà tư vấn cho một khách hàng họ tính theo giờ. Dạ đúng rồi. Cái số lượng thời gian chi phí phù hợp ít nhất cũng phải 200 đô hoặc 300 đô, có khi đến 500 đô cho một cái tiếng đồng hồ tư vấn như vậy. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không lấy tiền phí mà mọi người cứ cứ hỏi hoài thì chúng ta hoàn toàn không có thời gian để đáp ứng. Thứ nhất là chúng ta cũng thực sự là thời gian chúng ta còn phải dùng để làm hồ sơ cho các khách hàng khác hoặc là để tư vấn cho nhiều đối tượng khác nhau, mà thực sự là thời gian của chị thì gần như là làm visa rất là nhiều, còn phải hỗ trợ thêm các mảng đào tạo ở Việt Nam nữa. Chị cũng không có thể nào mà dành hết thời gian của mình để tư vấn, nên có những trường hợp chị nói là nếu các bạn cần gì thì nhắn tin cho chị hoặc là gọi điện cho chị để chị tư vấn cho, tại vì chị tranh thủ thời gian rảnh của mình để hỗ trợ thêm cho các bạn. Còn nếu như mà đã đặt lịch, đã lên kế hoạch để mà phỏng vấn tư vấn thì không thể nào một đội ngũ marketing của chúng ta bỏ ra một thời gian rồi ngồi đó hàng giờ để nói chuyện với các bạn được, vì chúng ta còn bao nhiêu công việc khác. Người ta đi làm hưởng lương, người ta được trả tiền lương, thì chúng ta đi làm những công việc tư vấn cũng phải có được chi phí, cái đó là chắc chắn rồi. Đặc biệt là chúng ta còn phải bỏ bao nhiêu thời gian để làm mấy cái video rồi cái này cái kia, thì cái đó không thể nào mà gọi là công sức miễn phí của bất cứ ai. Cho nên cái chuyện mà có thể thu phí, nhưng mà thu phí ở cái mức độ bao nhiêu là vừa phải để giúp đỡ cho các bạn là chính. Còn hồ sơ giấy tờ chứng từ thì gần như chúng ta thu phí rất là rẻ, ở mức chi phí hợp lý để làm mấy cái công việc hành chánh văn phòng hoặc là để hỗ trợ các bạn nhân viên trong vấn đề mà lên lịch kế hoạch tư vấn, đó là hoàn toàn hợp lý. Còn nếu như mà đi vào công chuyên môn chi tiết hơn thì chị cũng nói, thì khi đó là những cái chi phí liên quan đến vấn đề hồ sơ xin visa đó, thì mỗi loại visa khác nhau, nó mức biểu phí khác nhau. Khi đó hầu như chúng ta cũng đã giảm phí cho các bạn rồi. Hầu như các khách hàng đi từ Michael Tâm đưa qua công ty của chị để mà giúp các bạn tư vấn thì chị chịu có những cái hỗ trợ thêm hoặc là giúp đỡ cho các bạn thêm ở cái khả năng có thể được để giúp các bạn có thêm cái thông tin nhiều hơn. Và nhiều trường hợp thì nói chung là mình không không nói là mình luôn luôn là đi theo các bạn học sinh từ lúc các bạn làm hồ sơ đến khi các bạn hoàn thành hồ sơ hoặc ra nước ngoài. Có những trường hợp ví dụ như ra du học ở Úc, chị chỉ cố gắng làm sao để các bạn làm được visa, chị hướng dẫn cho các bạn cách làm visa và chị cũng chẳng thu phí luôn. Có những trường hợp giống như Khôi, chị nói là nếu mà làm visa ở Úc quá, thông thường họ sẽ phải đóng phí cho bên luật sư khoảng 500 đô hoặc 300 đô hoặc 400 gì đó, nhưng mà việc mất ít nhất phải 2-3 tiếng trở lên mới làm một cái hồ sơ đó xong, mà một tiếng luật sư thu 300 đô rồi, mà mất ít 3 tiếng đồng hồ như vậy thì họ thu cả ngàn là chuyện bình thường đúng không? Vậy thì tại sao khi mình làm một cái hồ sơ visa du lịch hoặc du học này kia mà tụi chị thu phí có chỉ có vài triệu cộng với lệ phí visa cũng 7-8 triệu thì nó đâu có đáng kể gì. Thực tế là mình đã thu rất rẻ rồi, mình thu rất là rẻ. Vậy thì cái vấn đề chỉ là ở chỗ là mình cố gắng mình tối đa hóa cái thời gian để giúp đỡ cho các bạn. Còn trong cái chuyện thu phí thì các bạn nếu như các bạn có thể tự mình làm được vậy thì đừng có mất thời gian để mà bắt các nhân viên của chúng ta hoặc là bản thân Tâm và chị có thể bỏ rất là nhiều thời gian để giúp các bạn. Hãy tự mình đọc thêm sách, đọc thêm các thông tin từ các trong quay quay khác nhau. Còn nếu như các bạn đã thực sự là quan tâm đến chuyện định cư này, các bạn muốn tiết kiệm được tiền không phải vì đó là chi phí cơ hội của các bạn nữa, nếu các bạn chọn sai đối tác, chọn sai luật sư, bạn làm sai visa, bạn bị rớt visa thì cái chi phí mà bạn phải trả nó còn nhiều gấp mấy lần, gấp bao nhiêu lần so với cái chuyện bạn trả một số phí nhỏ nhỏ để bạn có được cái sự tư vấn chi tiết hơn. Còn cái chuyện mà tại sao phải thu phí, chỉ như mà mình đã nói rồi, tất cả là chi phí để hỗ trợ trong vấn đề công tác marketing, trong công tác tổ chức công việc mà mang lợi cho tất cả mọi người, chứ không thể nào nói là cái việc này là nó không mất chi phí, vì đó là một thời gian một tiếng đồng hồ tư vấn của chị ở Việt Nam. Nếu như chị có thể bỏ thời gian đi làm hoặc đi học thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với chuyện bỏ ra để mà tư vấn cho một bạn nào đó du học hay du lịch mà chỉ có thu phí Trời thì ơi. vài 300 đô, thì thực sự nó không đáng. Mình cũng đang hỗ trợ cho các bạn, tại biết các bạn đang ở Việt Nam và mình muốn là giúp càng nhiều người càng tốt thôi.